Rồi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đi thăm con nhà Milan để cho con Milan ăn luôn nhé. Ôi trời. Con dễ thương thế. Xíu nữa đóng rồi. Đóng đi đấy, xong đóng. Thôi con bây giờ chúng ta sẽ cho Milan và các con đàn con của Milan ăn. Ôi trời, nó chạy ra rồi. Các con rất là dễ thương và đáng yêu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong trong cho nó mát để rồi xem đưa tô ra cho nó ăn. Tô nó vào trong đây đấy. Tìm ở đâu đấy? Đấy, đây là không gian khu chuồng chó Phú Quốc có đường Ngọc Hòa. Đây là cọp. Tìm được chưa? Chín 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 Milan. Milan. Đây, bây giờ Phượng sẽ hôm nay là cho chó ăn cháo với thịt bằm hả? Hôm nay là phải đặt. Và nấu như thế này là ngon đấy nhỉ? Dẫn không? Ngon như anh ở đây đứng đây là còn nghe thơm nữa chứ. Đấy, bây giờ đưa xuống để chăm sóc cho nó ăn. Đấy. Các cun con rất là hào hấu ăn. Tranh nhau ăn luôn đấy. Đã sổ vun rồi nên là ngồi xuống. Rất là khỏe mạnh. Sổ vun rồi nên là nó ăn rất là ngon. Đấy, ăn kiểu này không mấy chốc là lớn. Để anh em để ý nhá, ngày hôm nay là ngày 30 và mấy ngày sau là chắc chắn nó sẽ lớn hơn hẳn. Ăn mạnh tận với tốc độ như này á. Đấy, mà mẹ của nó cũng vậy, nó cũng khỏe lắm. Đấy. Sau khi sinh xong thì nó cũng rất khỏe, ăn mạnh dữ hết cả tô. Đấy, xíu nó ăn như thế này, xíu nữa thì phải cho nó ăn thêm một cơm thịt để tăng cường chất dinh dưỡng để nuôi các con của nó. Thế này vài bữa mình có thể cho ăn cơm nhão á quý vị ạ. Cơm mình nấu nó ướp ướp một tí nó mềm nó dễ ăn. Đấy. Cháo loãng xong rồi chuyển sang sau cháo đặc. Đặc một tí rồi sẽ chuyển ra ăn cơm nhão. Nó ăn rất là nhanh. Bé cho cục Milan cái ăn xong luôn cả tô rồi. To ăn no là no. Mà đứa nào lấy thêm lem hết rồi. Tí nữa mẹ nó sẽ liếm cho nó. Sẽ vệ sinh. Mẹ nó khôn lắm. Ôi trời, nó ăn tranh nhau nó ăn. Nó húc như vậy là hồi tí nữa phải rửa nó. À mẹ nó vệ sinh nó. Mẹ nó sẽ liếm. Mẹ nó sẽ liếm nó mặt ngủ cho con. Hết rồi. Hết rồi. Đấy, nó ăn xong thì sau khi nó đi đi công tác khu vực của nó xong thì có thể là nó vào khu vực này nó uống nước. Đấy, cũng con và Milan nó uống nước ở khu vực này. Đấy, nước thì những vòi nước sạch. Anh em tôi sẽ đã cho nó ra thành vào cái tô đấy. Thì lúc nào nó khát nước thì nó sang nó uống. Những cái khu vực sân chơi này thì nó chơi chạy nhảy rồi lúc nó tiêu hao năng lượng nó cảm thấy khát nước thì nó sẽ đi uống nước.
vào khu vực uống nước của nó. Đấy, ngày nào để đấy là nó quen, nó biết chỗ uống, nó sẽ uống tự nhiên thôi. Hôm nay ăn sạch sẽ rồi thì giờ nó sẽ đi công tác vệ sinh bị xiếc. Đấy, khu vực này ra sau này. Đấy, trời bây giờ là đang trưa, là nắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhé. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để được xem nhiều video và bấm chuông của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào. Quý vị và các bạn, chào Đào Minh Lan. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và để ủng hộ cho tôi nhé. Và, rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.